Thưa quý vị, những ngày tháng 6, các thế hệ người làm báo của xứ Dừa Bến Tre cùng nhau ôn lại truyền thống, lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam và càng thêm tự hào với những thành quả báo chí đã và đang đạt được. Đây cũng là dịp để nhắc nhở, tri ân các bậc tiền bối, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau cùng nhau phấn đấu, học tập và noi theo. Cùng với những nhà báo chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, được trang bị kiến thức chuyên sâu về báo chí, tỉnh Bến Tre cũng có một lực lượng kế thừa những gương mặt nhà báo trẻ yêu nghề, đạo đức trong sáng, làm chủ trên từng trang viết, góc máy quay. Họ như những con ong chăm chỉ, miệt mài tìm hương hoa, mật ngọt và kết thành tinh túy phục vụ cho đời, góp phần tô đẹp thêm cho truyền thống báo chí cách mạng xứ Dừa Bến Tre, xứng đáng được tuyên dương. Trong số đó có thể kể đến là đạo diễn, phóng viên quay phim Nguyễn Lý Minh Đại, sinh năm 1987. Anh là một trong những nhà báo trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2, anh về công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre với vai trò kỹ thuật viên truyền dẫn phát sóng. Trong nhóm bạn bè cùng trang lứa vào công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Minh Đại đã bộc lộ khả năng và niềm đam mê phim ảnh. Để tạo điều kiện cho anh phát huy năng khiếu của mình, ban lãnh đạo đài đã điều chuyển Minh Đại từ kỹ thuật viên sang làm phóng viên quay phim, phòng biên tập thời sự chuyên mục. Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong nghề báo của anh Nguyễn Lý Minh Đại. Khi ngồi trực dưới phát sóng, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, thì theo thói quen thì tôi thường xem những cái tin bài, những cái tác phẩm của các anh phóng viên để mình xem những cái shot hình đẹp, những cái shot hình hay để mình học. Rồi đến một ngày cơ quan thiếu vị trí quay phim, cho nên tôi được điều động và nhận được cái quyết định điều động chuyển từ kỹ thuật sang bộ phận phóng viên quay phim. Đây phải nói là một cái bước chuyển lớn trong cái nghề của mình, bởi vì khi mình làm được một công việc nó đúng sở trường, nó đúng với cái niềm đam mê yêu thích của mình thì không có gì có thể hạnh phúc bằng. Những ngày đầu về tổ quay phim, anh Đại đã học tập từ đồng nghiệp và nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới. Ấn phẩm đầu tay của anh được thực hiện cùng với phóng viên Ngọc Diệp, đó là hội thi thời trang học sinh sinh viên do trường Cao đẳng Bến Tre tổ chức. Hình ảnh của tin đầu tiên này ngoài sự mong đợi được ban biên tập đánh giá cao và cho dựng phát sóng. Từ đó đến nay, Minh Đại luôn miệt mài trên những cung đường tác nghiệp cùng với ý chí tự thân vươn lên, tinh thần cầu tiến học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp, đồng thời tiếp thu nghiêm túc từ những góp ý chân thành của mọi người đã giúp anh nhanh chóng trưởng thành và vững tay nghề. Có thể nói, với niềm đam mê, sự năng động, không ngừng phấn đấu và chữ chuyên với nghề báo, đạo diễn Minh Đại đã tích cực dấn thân, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền của tỉnh. Đối với nghề báo nói chung và lĩnh vực điện ảnh truyền hình nói riêng, thì cái niềm đam mê và tâm huyết đó là một yếu tố rất quan trọng. Bởi vì có đam mê, có tâm huyết, thì mình mới trau dồi kiến thức liên tục và phấn đấu để đạt được cái thành tích tốt trong cái công việc của mình. Tuy nhiên, theo tôi thì còn một cái yếu tố cũng rất là quan trọng mà ngay bản thân tôi đã trải qua, đó là cái chữ duyên với nghề. Năm 2017, anh tiếp tục học lớp đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình và tốt nghiệp loại giỏi. Hiện nay, anh là một trong những đạo diễn, phóng viên quay phim được ban lãnh đạo đài tin tưởng giao thực hiện quay hình nhiều chuyên mục, chương trình truyền hình thực tế, truyền hình trực tiếp phục vụ nhiệm vụ chính trị và các chương trình giải trí đòi hỏi tư duy hình ảnh và góc máy lạ. Một trong những chương trình phát sóng định kỳ để lại dấu ấn nổi bật của đạo diễn trẻ Minh Đại là chương trình truyền hình thực tế Dương Tới Ước Mơ, cùng các tiểu phẩm truyền hình Gia đình rất ổn, Nông thôn mới, Chuyển đổi số, Bảo hiểm xã hội, và sắp tới sẽ là loạt phim tài liệu về đất và người Bến Tre, Ký sự những dòng sông quê hương. Minh Đại thì là có nhiều cái ý tưởng, nhiều cái sáng tạo trong cái thực hiện cái các tác phẩm mà được giao. Thì trong đó có những cái tác phẩm là làm sản xuất rất là thành công. Tuy rằng cái sản phẩm truyền hình là cái sản phẩm tập thể Nhưng mà với cái vai trò đầu tàu, cái vai trò là nhạc trưởng, thì những cái sản phẩm của đạo diễn hay là cũng như là phóng viên Minh Đại phụ trách thì đã đem đến cho người xem, người nghe cũng cảm nhận là những cái thước phim, những cái hình ảnh, những cái chất liệu cuộc sống rất là quý, rất là sáng tạo, đã đem đến cái thành công trong cái chuyên môn của anh, trong cái nghiệp vụ chuyên môn, cũng như là đem đến cái thành công, cái chất lượng khi mà một số chương trình anh sản xuất để mà phát sóng trên sóng của Đài Truyền hình Bến Tre. Sự phấn đấu, tâm quyết giữ nghề, Minh Đại được đền bù xứng đáng qua thành tích cao tại các liên hoan truyền hình toàn quốc như Huy chương vàng tác phẩm Rừng Gọi, Huy chương bạc tác phẩm 5+1 Thắm tình đồng đội. Đặc biệt, phóng sự 5+1 Thắm tình đồng đội đạt giải khuyến khích báo chí quốc gia, giải A thể loại truyền hình, cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020 với tác phẩm Người mất sức đi tiếp sức. Giải bạc liên quan truyền hình toàn quốc thể loại phim tài liệu tác phẩm Đi qua mùa hạn mặn cùng hàng chục giải thưởng khác tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Tác phẩm Đi qua mùa hạn mặn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Khi chỉ vài năm lên quay phim thì tôi được tham gia một cái tác phẩm phóng sự để dự thi liên quan phim truyền hình toàn quốc với đạo diễn Nguyễn Kha. Đó là tác phẩm Rừng Gọi. Thì lúc đó thì chỉ hai anh em đi vào cái rừng sâu ngập mặn và ở lại qua đêm để rình những cái khoảnh khắc đẹp. Thì cái kết quả nó ngoài sự mong đợi, đó là cái tác phẩm được giải huy chương vàng toàn quốc. Đó là một kỷ niệm đẹp ở khía cạnh quay phim. Rồi đến khi lúc tôi học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngành đạo diễn, ngay lúc đó thì ở tỉnh Bến Tre cũng xảy ra một cái đợt hạn mặn hết sức gay gắt. Thì tôi cứ đi về giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre. Thì lúc đó bản thân mình cũng phải chở nước từ Thành phố Hồ Chí Minh về để xài. Về Bến Tre thì thấy cảnh của người dân mà sắp hàng chở nước như thế, thì từ đó trong tôi có ý tưởng là mình làm một cái phim gì đó liên quan đến cái chủ đề này, với mong muốn là chỉ ghi lại một cái bức tranh toàn cảnh vào cái đợt mà hạn mặn lịch sử như thế, và đồng thời thông qua những cái thiệt hại, cái tình cảm và những cái vốn kiến thức của các nhà khoa học thì mình có thể ra một cái tác phẩm có thể góp phần định hướng hoặc là xoay chuyển những cái khó khăn của người dân. Vậy là thế là tôi đã quyết tâm đeo đuổi cái tác phẩm gần 3 năm. Cái kết quả thì đã đạt được cái giải bạc của liên hoan truyền hình toàn quốc. Theo thì em muốn... Có thể nói những người làm báo của tỉnh Bến Tre, trong đó có những nhà báo trẻ như anh Nguyễn Lý Minh Đại, đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt sứ mệnh dễ dàng của mình, góp phần xây dựng, phát triển quê hương đất nước, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng.